Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là MK Gaming đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một phần chơi Minecraft Survival. Quá ghê. Thì đây mình có một cái, mình đang hiện tại đang ở bên thành trì của mình. Thì mình đang có một cái cửa địa ngục ở đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu dời cái cửa địa ngục của chúng ta vào giữa. Thì chúng ta sẽ dời thành một cái khối như thế này, một khối vuông như thế này. Thì chúng ta sẽ đi vô cổng địa ngục bằng cách đi xuống dưới. Đó, như vậy thì mình chỉ cần phải dọn lại khu vực này một tí, và ở phía trên này mình sẽ trang trí lại để chúng ta có thể đặt được một cái vật rất là bí hiểm. Thì để mình đặt cái gì thì các bạn sẽ biết sau khi mình chuẩn bị xong. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu dọn khu vực này nha. Ok. Ok, thì mình đã có một cái cầu thang đi xuống rồi. Thì bây giờ ở khu vực này mình sẽ cần phải ốp gương lại như thế này, tức là ốp một cái lớp gương ở phía trên mặt như thế này luôn, gọi là không có cho rớt xuống á, không mình có thể đứng trên đây mình nhìn xuống được nè. Đó, như thế này. Đấy, mình sẽ ốp hết tất cả lại. Thì ở đây mình sẽ có hai đường đi xuống, tức là đường bên này và đường bên kia. Thì chúng ta sẽ hai đường đi xuống thôi, đi lên và đi xuống hai đường thôi. Còn ở dưới này chúng ta sẽ cũng sẽ có thêm đường đi nữa, nhưng mà cần phải làm xong khu vực này thì mình sẽ tiếp tục làm tiếp cái khu vực còn lại. Thì từ nha, để chúng ta ốp lại cái khu vực này đi đã. Nếu mình bật cái shader lên thì cái kính chẳng mà nhìn nó khá là ảo quá, nhưng mà thiệt ra thì nó cũng kiểu nó cũng không có đẹp lắm. Nhưng mà để tắt shader đi, tại vì nó không có trong hết, nó có những cái đường sọc á, thì nhìn nó cũng không được đẹp lắm. Đấy, mình sẽ ốp lại. Thì nói chung là cái khu vực phía dưới còn phải chỉnh lại rất là nhiều. Đây cũng phải ốp lại luôn nè. Đấy, tại vì chắn là cái tường này cũng phải ốp lại nữa nè. Tại vì nói chung là mình phải trang trí theo một cái kiểu khác, chứ không có trang trí bằng cát, cho nên phải ốp lại là điều tất nhiên. Chắn là như vậy. Không biết là mình ốp ở đây thì đi lên đi xuống có bị cấn không. Không cấn ha. Nhưng mà để cho nó gọi là tiện thì mình sẽ đặt khu vực này ra đi.
chúng ta sẽ để chừa hai ô như thế này đó, đi lên đi xuống cho nó khỏi bị cấn. Thì chắc là ở khu vực này chúng ta sẽ có hai cái cột đi lên, thì để mình đi ngủ cái đó chúng ta sẽ gọi là tiếp tục xây dựng khu vực này nha. Ok, thì bây giờ mình đã làm kiểu như là một cái vòng tròn, thêm một cái vòng tròn bự ở phía ngoài nữa. Thì ở trong mình cũng đã đào ra một ô rồi, mình sẽ sử dụng kiểu như slab để chúng ta có thể ốp lại. Thì mình dự định là chúng ta sẽ có một cái trụ, hai cái trụ ở đây. Thì mình cũng đập ra một ô rồi, chúng ta sẽ cần phải ốp cái bức tường này lại nữa. Đó, như thế này, chúng ta sẽ phải ốp bức tường này lại nữa. Thì mình đạp ra một ô rồi mình sẽ ốp xuống, còn cái sàn thì mình nghĩ là sẽ ốp một nửa dưới bằng đây, bằng cái phiến thạch anh thì chắc nhìn nó sẽ đẹp hơn. Còn cái tường này mình cũng chưa biết ốp bằng cái gì, nhưng mà từ từ đi. Thì bây giờ mình sẽ cần phải chuẩn bị một ít đồ rồi chúng ta sẽ tiến hành làm nha. Ok, thì ok, chúng ta sẽ ốp cái sàn như thế này, cái sàn bằng thạch anh như thế này thì nhìn nó sẽ khá là tươi. Thì còn ở đây chúng ta sẽ có hai cái đường đi xuống, ở dưới đây chúng ta sẽ làm một cái còn kiểu như một cái hệ thống ở dưới lòng đất, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với việc chúng ta làm ở phía trên, cho nên mình quyết định là chỉ xuống dưới lòng đất làm. Rồi thì chúng ta sẽ làm thêm một số cái phiến nữa để ốp cho nó xong luôn. Thì ở đây dịu đập nhẹ cái mà nó bay ra rồi. Thì nếu như nếu như chúng ta làm mà cái phiến thì ở đây nó sẽ không có đi lên được nữa nè, thì mình sẽ cần phải chỉnh lại cái cầu thang một tí nữa. Ok, thì cứ từ từ đi, ta sẽ cứ ốp đi rồi từ từ chỉnh sau cũng được, không sao cả. Ở đây sao ta, đây đấy 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 đó. Thì chắc là kiểu như là cầu thang này mình phải hạ xuống một ô nữa, hoặc là ngay chỗ khu vực đó thì chúng ta để hai ô như thế này. Để như thế này thì nó hơi xấu thiệt, nó lại hơi xấu mới ghê chứ, nhìn nó lại không được đẹp. Đấy, còn trong đây mình cũng chưa biết là dự định là làm từ cái gì nữa, nhưng mà mình thì kiểu mình thích đây thì nó không có đẹp ha, tại vì ở đây chúng ta có một cái đường đi mà mình cũng chưa biết trang trí như thế nào. Có thể là trang trí như thế này, có thể thôi, mình cũng chưa biết nữa. Thì cứ từ từ đi, sẽ xem nữa coi chúng ta trang trí như thế nào. Còn bây giờ mình phải cần giải quyết cái vấn đề cầu thang này. Bây giờ mình phải làm sao để có thể nó đi được ok. Cũng hơi khó ha. Ví dụ mình dời ra thêm một ô nữa thì sao? Ok, để mình thử dời một ô coi. Tức là mình sẽ đi xuống thêm một ô nữa đó. Tức là thế nào ta? Từ mình đập ra ra. Thì ở đây chúng ta sẽ có cầu thang là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui. Ở đây mà hết cầu thang hả? 7. Cái thế này, cái thế này thì khá là không đẹp. Mình nghĩ như thế này sẽ hợp hơn. Này, đi lên. Nhưng mà nếu như mà ở dưới này mình làm thạch anh, còn này mình làm cầu thang bằng cái này thì nó rất là xấu. Còn mà mình làm kiểu như ở trên này mà bằng, không phải trên này mà bằng thạch anh á, thì nó lại không có phù hợp với lại cái kiểu nó ở đây, vậy nó mới khó, càng ngày nó càng khó. Thì mình quyết định là ta sẽ làm cầu thang bằng đá đi, cứ làm bằng đá thôi, chấp nhận thôi chứ giờ biết sao. Này, ok, mình sẽ chỉnh sửa hai cái cầu thang này lại rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Ok, khu vực này mình sẽ có một cái những cái trụ như thế này đó, bốn cái đều có, nhưng mà khác cái là bên này nó có cầu thang thôi, còn bên này không có cầu thang.
Thì bên này mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu đi xuống, từ đây hoặc là từ đây mình sẽ bắt đầu đi xuống. Đấy, mình xuống khoảng 50 ô gì đó thì chúng ta sẽ bắt đầu làm kiểu như làm một cái tầng hầm ở dưới này. Cái két ấy nó mềm quá. Đấy, có sắt nên đào sắt đi, tại vì hiện tại mình đang khá là thiếu sắt, cái máy pha sắt của mình nó cứ lỗi hoài cho nên đang khá là thiếu, nên mình sẽ cần rất là nhiều sắt để hoàn thành được một số thứ. Mình thì đây là tầng nhiêu, đây là tầng thứ 62 thì mình xuống khoảng 8 tầng đi. 8 tầng là 54 này, 59 ha, 59. Cái két nén á, cái két nén khối đó, nó dễ bể lắm, cho nên mình phải đập nhẹ nhàng tình cảm với em á. 57 nè. Sáu, 55, hai bè hơi tối tại mình không có cắm đuốc, có đuốc không? Có đuốc thì cắm lên, tại sao không? 54 lại đây, ok, đây là 54. À, có xuống hơi quá không ta? Xuống hơi quá không mà 54, hay là mình xuống khoảng 62, xuống khoảng 62, 57, 57 chắc là khoảng 57 thôi. Mình xuống nhiều quá thì nó cũng không hay, đi xuống cầu thang lên xuống nữa nó rất là mệt, tại vì cầu thang này là kiểu thang ấy á. Ok, xuống mình xuống khoảng 57 thôi. Đấy, bên kia cũng tương tự luôn, ta sẽ xuống khoảng 57. Thì đây mình lúc trước mình ở bằng thạch anh nhưng mà mình đã chuyển lại rồi, tại vì thạch anh nhìn nó không có cùng tông với cầu thang cho nên nó cũng hơi khó chịu. Nhưng mà cái màu này đi với màu hồng thì khá là đẹp nè. Ở đây mình có một cái bản đồ, chúng ta sẽ biết được dạng như là chúng ta xây dựng cái gì. Thì nhìn cái này nó cũng giống cái nhà thờ nè, các bạn thấy không? Nó cũng khá giống cái nhà thờ. Mình xây nhà thờ mà nhìn nó không giống nhà thờ là coi như là thất bại rồi. Đấy, chặn lại đó. Thì ở trong này mình cũng chưa biết là sẽ ốp cái tường bằng cái gì nữa, mình nghĩ là sẽ ốp cái tường bằng đất sét chẳng hạn, nhưng mà cũng chưa biết là có nên ốp bằng đất sét không. Còn dưới đây chắc chắn là phải bằng đá rồi, chứ không còn cái vật liệu nào khác nữa. Đập cái trần ra nhìn cho nó thoáng thôi. Đấy, đập cái trần ra vậy nhìn cho nó thoáng. Thì dưới này mình sẽ có nhiều thứ để làm lắm, thì từ từ chúng ta sẽ làm ở dưới đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ phải suy nghĩ coi chúng ta làm trang trí khu vực này như thế nào. Còn trên này nữa khá là khó khăn đây. Ok, để mình suy nghĩ thử coi chúng ta sẽ làm trang trí cái tường này bằng cái màu gì cho nó phù hợp. Ok, sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định chúng ta sẽ chọn cái cách trang trí như thế này. Thì nói chung là nó cũng không có đẹp lắm, cũng không vừa ý lắm, nhưng mà mình thấy trang trí như thế này là ok rồi, tại vì nó cũng không có kiểu như nó không có quá nhiều màu hồng, cũng như không có quá nhiều đá, thì nó cũng sẽ là tương đồng, mà nó cũng có đèn nữa, nó sáng nữa. Mình sẽ làm tương tự hết cho bốn góc nha, rồi chúng ta sẽ tiếp tục trang trí tiếp. Chúng ta sẽ còn khá là nhiều khu vực cần phải trang trí ở đây.
Ok, như vậy là chúng ta đã có thể hoàn thành được kiểu như là cái phòng ở phía dưới này rồi. Thì cái khu vực này mình sẽ trang trí lại sau, những cái khu vực mà như thế này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên nè. Chúng ta sẽ cần phải coi cái khu vực này chúng ta sẽ trang trí như thế nào. Thì mình nghĩ là mình sẽ trang trí như thế này. Này, 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 này. Cái mấy cái cục này là mình chỉ đánh dấu thôi. Kiểu đánh dấu. Đấy. Đánh dấu như thế này. Đó. Ta sẽ đánh dấu như thế này. Rồi giờ phải cần lên một ô nữa. Lên một ô, lên một ô, lên một ô. Ok, thì tiếp tục ta sẽ đi vô. 1 2 3 4. Này, lên một ô. Rồi, ta nối qua. Yeah, mình hết. Làm sao? Tôi vẫn còn đây. 1 2 3. 1 2 3. Thì đây, ta sẽ đập mấy cái này đây nha. Đấy. Ở đây nè, chúng ta sẽ cần phải kiểu chúng ta sẽ cần phải cắm cắm một cục xuống nha. Bây giờ mình sẽ cần có mấy cái gương trắng, mấy cái kính trắng ấy. Kính trắng không biết mình còn không. Ok, thì mình chắc là sẽ phải đi lấy một cái. Chúng ta sẽ quay trở lại sau nha. Ê, còn nè. Khỏi cần, khỏi cần. Quá tuyệt vời. Khoảng 4. Mà 34 là thấy nhiều rồi đó. 34 mà sao mệt nghỉ. Đấy, đây, sẽ phải ốp kiến ở phía trên này lại. Tại vì cái cây siêu thất của mình nó không có kiểu như là nó không có được cái dòng mà không thể phá vỡ đó, cho nên nó khá là yếu. Đấy, ở đây nữa, ở đây thôi không đủ rồi, phải làm thêm rồi. Cái này ra rồi, hy vọng là như này đủ. Đây, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Không biết mình làm gì nó có đẹp không, tại vì nhìn nó không khó thấy, hơi khó thấy. Không biết mình để gì nó có đẹp không. Vậy mình để như thế này thôi, kiểu nó sẽ dư ra một ô á, kiểu nó sẽ nằm ngoài cái này một ô ấy đó. Kiểu này chắc sẽ đẹp hơn nè. Ok, mình sẽ chỉnh mấy cái này lại một cái nào, nhanh chóng nào. Đấy. Ở đây nữa. Ok. Thì bên này cũng sẽ phải tương tự thôi. Không có gì gọi là khó khăn cả. Đây. Đây. Đấy. Thì ở đây mình chưa có làm là tại vì mình cần cái đường đi vô á, để mình có thể đi vô được. Mình sẽ để bốn cái đèn ở bốn góc như thế này. Đấy, thì nhìn nó sẽ rất là sáng. Ê, ê, ê. Nhìn nó sáng. Bây giờ mình sẽ cần phải đi lấy một thứ quan trọng. Hẹn gặp lại các bạn khi mình lấy xong nha. Ok. Hello, như đây các bạn đã thấy. Hiện tại mình đang có bốn cái giọt nước mắt của con gách và bốn mắt Ender đã được từ Ngọc Ender để cấp
kết hợp với lại lửa để ra mắt Ender. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế này, nó sẽ ra đó, chúng ta đang có 4 cục pha lê Ender, quá đã. Thì bây giờ mình sẽ kiểu như mình sẽ đặt 4 cục này vô ở đây, ở đây, ở đây và ở đây. Thì các bạn đã biết vì sao mình cần phải đặt kiến lại rồi đó, tại vì khu vực này nếu mà không đặt kiến á, mà con nào nó vô đây á thì nó sẽ phải hủy cái nơi này. Thì ở đây mình sẽ đặt một cái trứng rồng. Yeah, như vậy là chúng ta đã có một khu vực để đặt trứng rồng về, kiểu như là gì ta, kiểu như đặt trứng rồng về những cái pha lê để bảo vệ trứng rồng, rất là oh yeah. Đấy, trên này chúng ta có thể nhìn xuống thấy được cái trứng đó, nhìn rất là đẹp. Đó là lý do vì sao mình cần phải trang trí lại khu này. Còn phía trên này chúng ta sẽ còn một thứ nữa, một thứ rất quan trọng ở phía trên này, nhưng mà thứ đó thì chúng ta sẽ phải để cho tập sau. Còn ngày hôm nay chúng ta đã làm được một nơi để có thể chưng dụng trứng rồng ấy. Trứng rồng đang nằm ở phía trong, nó có thể chắc mình sẽ đưa nó lên, kiểu đưa nó lên thêm một ô nữa đi. Nhưng mà hiện tại mình không có cái quên, mình không có cái bít tông để lấy cái trứng, cho nên thôi từ từ đi. Thì tới đây thì mình thấy cũng đã khá là ok rồi. Ta làm được một cái phòng nè để dịch chuyển qua bên địa ngục nè, và một cái chỗ để chân trứng rồng. Thì các bạn hãy sao ta, các bạn hãy cố gắng chia sẻ những cái video của mình để có thể đạt được 10 lượt chia sẻ ở trên fanpage hoặc là 500 view. Thì chúng ta sẽ có tập mới nhanh hơn. Thì đó cũng là một cách để các bạn ủng hộ mình. Ngoài ra khi các bạn chia sẻ, các bạn sẽ có cơ hội được tham gia vào server MK Survival. Khi channel của mình đạt 2000 subscriber thì cái server này ra đời nhanh hay chậm thì tất cả đều là do các bạn. Các bạn hãy ủng hộ mình thật là nhiệt tình thì chúng ta sẽ có mau chóng có được cái server đó. Thì còn thể lệ như thế nào thì mình sẽ thông báo khi mà chúng ta gần đạt được nhé. Thì mình rất là hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian sắp tới, tại vì mình đang muốn cái kênh mình phát triển thật là nhanh đó. Thì các bạn chỉ cần bỏ ra vài giây để chia sẻ những video cho mình là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau. Bye bye, nhớ like và chia sẻ nha, vì nó miễn phí. Yeah.